Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng ChatGPT để phục vụ cho nhu cầu công việc và nghiên cứu, học tập. Đầu tiên các bạn mở trình duyệt web lên, sau đó các bạn gõ vào chat.openai.com. Nó xuất hiện cái cửa sổ như này thì bạn sẽ bấm vào phần login. Bạn nhập cái email mà bạn đã đăng ký, sau đó bấm vào continue. Tiếp theo bạn nhập mật khẩu, bấm vào continue. Sau đó chúng ta lưu mật khẩu lại. Ở cái cửa sổ này thì các bạn cứ next next bỏ qua. Thì đây chính là giao diện. Đây chính là giao diện để chúng ta chat với GPT. Ví dụ như các bạn muốn đặt câu hỏi cho chat GPT thì bạn gõ vào đây. Đó, chúng ta enter. Ngay lập tức bạn sẽ nhận được những câu trả lời của chat GPT. Bạn nào có nhu cầu mua chat GPT thì hãy liên hệ với tôi. Trong vòng 5 phút thì bạn sẽ nhận được tài khoản.